Các em học sinh thân mến, bắt đầu từ hôm nay, thầy sẽ ra mắt loạt video bài giảng bằng sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn lớp 11, giai đoạn 1930-1945. Và trong video đầu tiên này, thầy sẽ hướng dẫn các em hệ thống hóa các kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm, cũng như toàn bộ nội dung truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Hãy bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ các bài giảng tiếp theo. Sau đây, chúng ta cùng bắt đầu bài học. Đầu tiên, chúng ta cùng đi vào phần khái quát tác giả. Về tác giả Thạch Lam, các em cần ghi nhớ cho thầy 3 nét chính sau đây. Thứ nhất là con người, thứ hai là phong cách nghệ thuật và thứ ba là sự nghiệp sáng tác. Ở ý thứ nhất, con người, các em cần ghi nhớ. Thạch Lam là một người đôn hậu và rất đỗi tinh tế. Ông có quan điểm văn chương lành mạnh tiến bộ và có biệt tài về truyện ngắn. Ở ý thứ hai, phong cách nghệ thuật, các em cần nắm. Truyện ngắn của Thạch Lam thường có sự hòa quyện giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn trữ tình. Chính đặc điểm này dẫn đến việc truyện ngắn của ông thường không có cốt truyện đặc biệt. Mỗi truyện ngắn giống như một bài thơ trữ tình được buồn. Ở ý thứ ba, sự nghiệp sáng tác, các em cần ghi nhớ. Thạch Lam sáng tác ở nhiều thể loại, song đặc biệt thành công ở thể loại truyện ngắn. Hai đứa trẻ có thể được xem là một trong những truyện ngắn đặc sắc nhất, tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Thạch Lam. Trên đây là những nét chính về phần khái quát tác giả. Tiếp theo, chúng ta cùng đi sang phần khái quát tác phẩm. Ở phần này, các em cần nắm cho thầy hai luận điểm. Luận điểm thứ nhất là xuất xứ và luận điểm thứ hai là nội dung khái quát. Về luận điểm thứ nhất, xuất xứ, truyện ngắn Hai đứa trẻ được in trong tập Nắng trong vườn, xuất bản năm 1938. Về luận điểm thứ hai, nội dung khái quát, các em cần nắm hai ý nhỏ. Thứ nhất, truyện đã thể hiện niềm xót thương của tác giả đối với những kiếp người tàn sống quẩn quanh bế tắc ở một phố huyện nghèo trước cách mạng. Thứ hai, truyện cũng thể hiện sự trân trọng của tác giả đối với ước mong đổi đời, khát vọng hướng tới một cuộc sống tốt đẹp dù còn mơ hồ của họ. Đó là những nét khái quát về tác phẩm. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào phần đọc hiểu văn bản. Ở truyện ngắn này, có 3 nội dung lớn mà các em cần nắm. Nội dung thứ nhất là bức tranh phố huyện lúc chiều tàn. Nội dung thứ hai là bức tranh phố huyện lúc về đêm. Và nội dung thứ ba là bức tranh phố huyện lúc đợi tàu. Sau đây, thầy sẽ đi vào sơ đồ hóa kiến thức của từng nội dung một để các em tiện ghi nhớ. Nội dung thứ nhất, bức tranh phố huyện lúc chiều tàn. Thì ở nội dung này, các em cần nắm cho thầy 4 luận điểm sau đây. Luận điểm thứ nhất là cảnh ngày tàn. Luận điểm thứ hai là cảnh chợ tàn. Luận điểm thứ ba là cảnh những kiếp người tàn. Và luận điểm cuối cùng là tâm trạng của nhân vật Liên. Luận điểm thứ nhất, cảnh ngày tàn. Thì để làm rõ luận điểm này, các em cần căn cứ vào hai yếu tố, đó là âm thanh và ánh sáng. Về âm thanh, có hai chi tiết các em cần nắm. Chi tiết thứ nhất là âm thanh của tiếng trống thu không, được thể hiện trong câu văn tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ, từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Tiếng trống thu không là cái âm thanh mang tính chất báo hiệu để khép lại một ngày. Cụm từ từng tiếng một vang ra vừa gợi lên cái mênh mông yên ắng của không gian, lại vừa gợi lên cái nhịp trôi chậm chạp của thời gian. Chi tiết thứ hai là âm thanh của tiếng ếch nhái, được thể hiện qua câu văn văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Câu văn đã tái hiện một cách chân thực nét đặc trưng của những phố huyện nghèo trước cách mạng, phố nằm lẫn với làng, bao quanh là đồng ruộng quạnh quẽ hoang vắng trong một buổi chiều yên ả. Bên cạnh âm thanh, cảnh ngày tàn còn được miêu tả với hai màu sắc đối lập, đó là màu đỏ rực của hoàng hôn và màu đen của dãy tre làng, được thể hiện qua hai câu văn phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời. Một gam màu sáng và một gam màu tối, nhưng đều báo hiệu sự tàn lụi. Những tia nắng bùng lên một lần cuối cùng rồi vụt tắt, và bóng tối đang dần dần đổ bộ vào phố huyện. Âm thanh và ánh sáng đang cùng bắt tay nhau để xua đi chút sinh khí cuối cùng của một ngày. Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn còn được đặc tả qua luận điểm thứ hai, đó là cảnh chợ tàn. Chợ vốn được xem là một cái hàn thử biểu để phản ánh mức sống của con người. Chợ tấp nập đông vui, nghĩa là cuộc sống của người dân ấm no, sung túc. Chợ vắng lặng hiu quạnh,
có nghĩa là cuộc sống của người dân nghèo đói ngưng trệ. Phiên chợ ở cái phố huyện này, qua miêu tả của Thạch Lam, nó vừa vắng lặng lại vừa tàn tạ. Chợ họp giữa phố đã vãng từ lâu, nghĩa là người ta cũng không có gì nhiều để mà mua bán đổi chác. Người thì đã về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên mặt đất là một cảnh tượng nhếch nhác, thê lương với đầy các thứ rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía. Không phải vì đã tàn nên nó mới vắng lặng thê lương, mà hẳn là khi còn họp nó cũng chẳng hơn gì. Chính Liên cũng thừa nhận hôm nay ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua. Hình ảnh phiên chợ tàn một lần nữa góp phần làm nổi bật cái điều hưu quạnh quẽ của bức tranh phố huyện. Trên cái phong nền tàn tạ của phố huyện nghèo ấy là hình ảnh của những kiếp người tàn. Đó là những con người sống leo lét, uể oải, lần hồi cho qua ngày đoạn tháng. Trước hết, đó là hình ảnh của những đứa trẻ con nhà nghèo ven chợ. Phiên chợ tàn vốn chỉ để lại trên mặt đất những thứ vô giá trị. Ấy thế nhưng, những đứa trẻ con nhà nghèo vẫn cố gắng tìm tòi, nhặt nhạnh những thứ vô giá trị ấy. Chúng cúi lom khom trên mặt đất, đi lại tìm tòi. Chúng nhặt nhạnh thanh tre, thanh nứa hay bất cứ cái gì có thể dùng được của người bán hàng để lại. Chúng kiếm sống từ những phế thải của sự sống. Điều đó cho thấy sự nghèo khổ đã đi đến chỗ cùng cực. Và sự cùng cực ấy đã khiến Liên động lòng thương, nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng. Tiếp theo là sự xuất hiện của hai mẹ con chị Tí. Gia cảnh của chị cũng thật đáng thương. Ngày chị đi mò cua bắt ốc, một công việc đầy tính chất may rủi. Mà có gặp may đi chăng nữa thì thứ mà hai mẹ con chị kiếm được cũng chỉ là con cua, con ốc, chẳng đủ để độ nhật qua ngày. Thế nên tối đến, chị lại phải mở một hàng nước nhỏ dưới gốc cây bàng bên cạnh cái mốc gạch. Công việc buôn bán của chị cũng chẳng khá khẩm gì vì nó rơi vào tình trạng ế ẩm thường xuyên. Khách khứa thì chỉ vài ba người quen thuộc và cũng thỉnh thoảng phải khi cao hứng lắm họ mới vào cái chõng tre của chị để uống bát nước chè tươi, hút điếu thuốc lào. Cảnh đời tàn tiếp theo của phố huyện là bà Cụ Thi. Bà Cụ Thi là một kiếp người tàn theo đúng nghĩa đen của từ này, bởi bà đã già, lại hơi điên, ngày qua ngày chỉ biết tìm niềm vui trong cái cút rượu ti rót đầy ở cửa hàng của hai chị em Liên. Bà có đem đến cho phố huyện một chút sinh khí với tiếng cười khanh khách, nhưng bi đát thay, đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Nó là tiếng cười của một con người dường như đã mất hết sự tỉnh táo ở đời, và tiếng cười đó cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Tất cả những cảnh đời bi đát ấy đều được hai chị em Liên quan sát và ghi nhận. Thế nhưng, chính hai chị em Liên cũng là một trong số những kiếp người tàn tạ ấy. Bố mất việc, gia cảnh sa sút, hai chị em phải theo gia đình rời Hà Nội để về sống ở cái phố huyện nghèo khổ và vắng lặng này. Và thế là, dù còn nhỏ tuổi, nhưng hai chị em Liên đã sớm phải tham dự vào cuộc mưu sinh, gắn chặt cuộc đời mình vào cái gian hàng tạp hóa bé xíu, phải ngồi trên chiếc chõng tre sắp gãy, nhìn bọn trẻ trong phố chơi đùa vui vẻ mà không được phép tham gia. Như vậy, trong buổi chiều tàn, sự xuất hiện của những đứa trẻ con nhà nghèo ven chợ, của mẹ con chị Tí, của bà Cụ Thi và của chị em Liên đã góp phần hoàn thiện cái bức tranh ảm đạm về cuộc sống nơi phố huyện nghèo. Trên đây, chúng ta đã đi vào sơ đồ hóa ba biểu hiện của bức tranh phố huyện lúc chiều tàn. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu tâm trạng của Liên trước khung cảnh ấy. Là một đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm, trải qua sự đổi dời của hoàn cảnh gia đình, lại sớm phải tham dự vào cuộc mưu sinh, nên Liên đã sớm cảm nhận được nỗi buồn của cuộc sống nơi phố huyện. Những âm thanh, màu sắc, cảnh đời trong buổi chiều tàn, cả cái nhịp trôi chậm chạp, cái vắng lặng điều hưu của phố huyện là một sự đối lập hoàn toàn với Hà Nội vui vẻ và huyên náo. Điều đó đã khiến Liên cảm thấy lòng buồn man mác. Cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị. Tâm hồn nhạy cảm không chỉ khiến Liên cảm nhận được nỗi buồn nơi phố huyện, mà nó còn gợi lên trong lòng Liên niềm trắc ẩn, nỗi xót thương cho những kiếp người tàn. Liên thương cảm cho hoàn cảnh của những đứa trẻ con nhà nghèo tội nghiệp. Liên quan tâm ái ngại dõi theo bước chân của bà Cụ Thi. Liên cũng để tâm và đồng cảm với nỗi vất vả, cuộc sống bấp bênh của mẹ con chị Tí. Tấm lòng của Liên cũng chính là tấm lòng của Thạch Lam gửi gắm qua trang viết, ẩn dưới một giọng văn nhẹ nhàng, điềm đạm là biết bao nhiêu tình cảm yêu mến chân thành mà nhà văn muốn dành cho những kiếp người sống quẩn quanh bế tắc nơi phố huyện nghèo. Điều này đã góp phần làm nên giá trị nhân đạo sâu sắc cho tác phẩm.
Như vậy, thầy đã vừa hướng dẫn các em tìm hiểu xong nội dung thứ nhất, bức tranh phổ huyệt lúc chiều tà. Tiếp theo, chúng ta cùng đi sang nội dung thứ hai, đó chính là bức tranh phổ huyệt lúc về đêm. Ở nội dung này, các em cần nắm cho thầy ba luận điểm. Thứ nhất là bức tranh cảnh vật, thứ hai là bức tranh sinh hoạt và thứ ba là tâm trạng của Liên. Ở luận điểm thứ nhất, bức tranh cảnh vật của phố huyện lúc về đêm, thì các em cần nắm cho thầy hai yếu tố, đó là bóng tối và ánh sáng. Ở yếu tố thứ nhất, bóng tối, thì các em có thể thấy ngay trong buổi chiều tà, bóng tối đã mon men đến phố huyện nghèo và dần dần lấn át nuốt chừng mọi thứ. Nó hiện hiện ở màu đen của lũy tre làng, nó ngập đầy dần trong đôi mắt của Liên và nó bao phủ con đường mà bà cụ Thi đi về làng. Khi đêm xuống, bóng tối đã trở nên dày đặc và nhấn chìm mọi thứ. Đường phố và các ngõ con dần chứa đầy bóng tối. Tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ con vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa. Đối lập với bóng tối là ánh sáng. Nhưng nếu bóng tối dày đặc bao nhiêu thì ánh sáng lại yếu ớt bấy nhiêu. Đó chỉ là những khe sáng từ những cánh cửa khép hở, những hột sáng hắt qua phiên nứa nơi cửa hàng của chị em Liên, là quầng sáng nhỏ bé nơi giọng hàng chị Tí, là vệt sáng lấp lánh của những con đom đóm trong đêm. Có những nguồn sáng mạnh mẽ hơn xuất hiện trong buổi chiều tà thì bây giờ lại biến mất, như đèn treo trong nhà bác phở Mỹ, đèn Hoa Kỳ trong nhà ông Cửu, đèn dây sáng xanh trong hiệu khách. Dường như họ đã đóng cửa từ sớm vì buôn bán ế ẩm. Có những nguồn sáng dày đặc hơn nhưng lại ở quá xa xôi. Đó là ánh sáng của ngàn sao ganh nhau lấp lánh trên nền trời. Nó hầu như chỉ làm cho đêm tối càng trở nên dày đặc và sâu thẳm. Như vậy, trong đêm phố huyện này, bóng tối đã hầu như lấn át ánh sáng. Hình ảnh ánh sáng và bóng tối ở đây không chỉ mang tính tả thực, mà nó còn là hình ảnh biểu tượng cho kiếp sống con người. Bóng tối chính là cuộc sống tối tăm, tù đọng, không tương lai của những người dân phố huyện. Và ánh sáng chính là hình ảnh của những kiếp người tàn, sống leo lét qua ngày đoạn tháng trong lòng của cái cuộc sống tối tăm ngột ngạt ấy. Trên đây là nội dung của luận điểm thứ nhất, bức tranh cảnh vật nơi phố huyện lúc về đêm. Tiếp theo, chúng ta cùng đi sang luận điểm thứ hai, bức tranh sinh hoạt của con người. Trong đêm tối, tất cả phố huyện dường như chỉ còn thu lại ở bốn địa điểm, đó là hàng nước chị Tí, gánh phở bác Siêu, gia đình bác Dậm và cửa hàng của hai chị em Liên. Bốn cảnh đời, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng tự chung lại, họ đều nằm trong cái nhịp điệu sinh hoạt buồn tẻ đến mức tù đọng của phố huyện. Cửa hàng của chị Tí thì ế ẩm, chị ngồi không mãi, chỉ biết phe phẩy cành chuối khô, đuổi ruồi bò trên mấy thức hàng. Gánh phở bác Siêu cũng vắng khách, chẳng khá gì hơn, bởi phở của bác là một thứ quà xa xỉ đối với người dân phố huyện. Vợ chồng bác Sậm góp vào yên lặng bằng vài tiếng đàn bầu bần bật trong đêm. Bác chưa hát vì không có người nghe. Chị em Liên thì đã đóng cửa hàng từ chiều, vẫn ngồi yên trên chiếc chõng tre sắp gãy mà nhìn ra phố. Ở cái phố huyện này, người ta buôn bán làm việc không hẳn là để mưu sinh, bởi mưu sinh có ăn thua gì, mà dường như chỉ để chứng minh rằng mình hãy còn tồn tại, cũng như những nguồn sáng kia leo lét cháy chỉ để đốt cho hết những giọt dầu ít ỏi cuối cùng. Nó cho ta thấy một cuộc sống vô cùng quẩn quanh, bế tắc không lối thoát. Nó làm ta nhớ đến cái ao đời phẳng lặng và tù đọng trong tác phẩm Tòa Nhị Kiều của Xuân Diệu. Nó cũng làm ta nhớ đến Huy Cận với những vần thơ ảo não, quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu, tới hay lui cũng chừng ấy mặt người. Vì quá thân nên quá đỗi buồn cười, môi nhắc nhập chỉ có ngần ấy chuyện. Đời tẻ nhạt như tàu không đổi chuyến, đứng xem ngoài hay quay gót nhìn trong, cùng thuộc rồi bàn ghế ở trong phòng, và trong đó những hồn quen biết quá. Tất nhiên là những người dân phố huyện cảm nhận được sự bế tắc ấy, thế nhưng họ không biết thoát ra bằng cách nào. Họ cũng nuôi hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ. Nhưng giữa bóng đêm dày đặc của xã hội trước cách mạng, hy vọng của họ trở nên mơ hồ, không có một định hướng cụ thể rõ ràng. Trên đây, chúng ta vừa đi vào phân tích luận điểm thứ hai, bức tranh sinh hoạt của người dân phố huyện lúc về đêm. Trước cái cảnh sống quẩn quanh, bế tắc ấy, tâm trạng của Liên như thế nào? Chúng ta cùng đi sang luận điểm thứ ba. Bằng tâm hồn nhạy cảm của mình, Liên hẳn cũng cảm thấy buồn thấm thía trước những cảnh đời, nhịp sống cứ lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác, không thay đổi.
Tâm trạng chán chường của một cô bé còn rất ngây thơ đã khiến Liên từ bỏ mặt đất để hướng về một không gian bao la, một thế giới huyền bí như trong cổ tích. Ấy là ngước mắt lên bầu trời để tìm chú vịt theo sau ông thần nông. Nhưng bầu trời xa quá, bí ẩn quá, nhanh chóng khiến tâm trí Liên mỏi mệt. Liên quay trở về với mặt đất và như một lẽ tất yếu, đôi mắt Liên hướng về ánh sáng để quên đi cái bóng tối dày đặc quanh mình. Đó vừa là ánh sáng của hiện tại với quầng sáng thân mật nơi chóng hàng kỵ tí. Đó lại vừa là một thứ ánh sáng từ quá khứ xa xôi trong hoài niệm, ánh sáng của Hà Nội rực rỡ và lấp lánh, của một thời vàng son khi mà mẹ Liên còn có nhiều tiền, hai chị em Liên được đi chơi bờ hồ, được uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Mơ về ánh sáng, mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống hiện tại, đó không chỉ là khao khát của riêng Liên mà còn là của tất cả những người dân trong phố huyện này. Đó là lý do vì sao những người dân phố huyện đều gắng thức để đợi chuyến tàu đi qua. Và sau đây chúng ta cùng đi sang nội dung cuối cùng của tác phẩm, đó chính là bức tranh phố huyện lúc đợi tàu. Ở nội dung này, các em cần nắm cho thầy 3 luận điểm chính. Thứ nhất là nguyên nhân đợi tàu, thứ hai là diễn biến tâm trạng của nhân vật Liên lúc đợi tàu, và thứ ba là ý nghĩa của cảnh đợi tàu. Về luận điểm thứ nhất, nguyên nhân đợi tàu, thì chúng ta có thể thấy ngay rằng những người dân trong phố huyện đợi tàu không hẳn để bán hàng. Vì như Liên nhận xét, mấy năm nay buôn bán ế ẩm nên người lên xuống ít, và lại ban đêm họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc là cùng. Liên cũng như những người dân trong phố huyện này đợi tàu vì một lý do khác, vì muốn được nhìn đoàn tàu, đó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya, vì đoàn tàu mang đến một thế giới khác, khác hẳn với cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Thế giới ấy đối lập hoàn toàn với cái thế giới phố huyện nơi Liên đang sống. Cụ thể, nếu phố huyện buồn bã, vắng lặng, thì đoàn tàu lại rầm rộ, ồn ào. Nếu phố huyện tối tăm, thì đoàn tàu sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường với những đồng và kền lấp lánh và những cửa kính sáng. Nếu phố huyện nghèo khổ, thì đoàn tàu sang trọng. Nếu phố huyện là hình ảnh của một hiện tại quẩn quanh bế tắc, thì đoàn tàu là hình ảnh của một quá khứ huy hoàng. Nó gợi Liên nhớ đến một Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo. Như vậy, đoàn tàu đi qua đã đem đến cho phố huyện một luồng sinh khí khác hẳn. Nó làm mới cuộc sống, nó thổi vào tâm hồn con người nơi đây một chút hy vọng mơ hồ, mong manh, giúp họ có động lực để mà sống tiếp những ngày buồn thảm. Chính vì nó có ý nghĩa như thế, cho nên dù đêm nào tàu cũng đi qua, nhưng Liên và An cũng như những người dân phố huyện đều chờ đợi nó với một thái độ nâng niu, trân trọng, với một tấm lòng mong mỏi da diết. Từ khi tàu chưa tới, Liên và An đã háo hức đợi chờ. Dù đã buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng hai chị em vẫn gượng để thức khuya chút nữa. An thì cả khi mi mắt sắp sửa rơi xuống, vẫn còn dặn với chị nhớ đánh thức mình dậy khi chuyến tàu đi tới. Sự háo hức ấy còn thể hiện qua việc Liên chăm chú quan sát đoàn tàu từ khi nó còn ở rất xa. Từ trong đêm tối, Liên đã nhận ra ngọn lửa xanh biếc, đã nghe thấy tiếng còi tàu ở đâu vang lại trong đêm khuya kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi. Khi tàu đến gần hơn, An đã nhỏm dậy, dụi mắt cho tỉnh hẳn. Hai chị em yên lặng lắng nghe tiếng xe rít mạnh vào ghi, một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa và cả tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Cái tâm trạng háo hức trước một sự kiện rất đỗi bình thường ấy không khỏi khiến ta bùi ngùi thương cảm. Lúc tàu đi ngang qua phố huyện, Liên và An đã đứng hẳn dậy và ngắm nhìn đoàn tàu một cách say mê. Hai chị em quan sát đoàn tàu thật tỉ mỉ, kỹ càng, dường như không bỏ sót một chi tiết nào, với một thái độ nâng niu, trân trọng. Nào là các toa đèn sáng trưng, nào là những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh và những cửa kính sáng. Liên và An còn để ý đến cả số lượng hành khách để nhận thấy rằng tàu hôm nay không đông như mọi khi. Lúc đoàn tàu dần đi khuất, hai chị em vẫn đứng nhìn theo mãi cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre với một tâm trạng đầy tiếc nuối. Liên thì vẫn thả hồn theo đoàn tàu, lặng người đi trong niềm mơ tưởng về một Hà Nội xa xăm, sáng rực, vui vẻ và huyên náo, đến nỗi quên cả đáp lại câu hỏi của em mình. Cảnh đợi tàu như vậy đã không còn là một hoạt động bình thường mà đã trở thành một sự kiện trọng đại mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, nó thể hiện cái khát vọng đổi đời của người dân phố huyện. Đoàn tàu vừa là một biểu tượng cho quá khứ tươi đẹp, vừa là một biểu tượng cho khát khao tương lai,
khát khao về một cuộc sống đầy ánh sáng, đầy sinh khí, đối lập với cuộc sống tối tăm, nghèo khổ hiện tại. Thứ hai, qua hình ảnh đoàn tàu và sự kiện đợi tàu, ta thấy được tấm lòng nhân đạo của nhà văn. Đó là niềm đồng cảm, sự xót thương cho những kiếp người phải sống một cuộc đời quẩn quanh, tù túng. Đồng thời, đó còn là thái độ nâng niu, trân trọng những ước mơ đổi đời dù còn mơ hồ của những người dân nơi phố huyện nghèo. Kem thân mến, trên đây, thầy đã giúp Kem sơ đồ hóa kiến thức về tác giả tác phẩm cũng như toàn bộ nội dung truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Mọi thắc mắc cần giải đáp, Kem có thể để lại ở phần bình luận phía dưới. Chúc Kem học tốt! Hẹn gặp lại Kem trong những video bài giảng tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.